Dạ, ai kêu hay đó. Sao chị? Chào tất cả mọi người. Hiện tại á thì mình đang có mặt tại núi lửa Chiêm Lức hay công viên địa chất Đắk Nông. Thì mình đang tham quan tour núi lửa cũng như là mình đang là hướng dẫn viên dẫn đoàn mình đi tham quan quần thể núi lửa này. Thì đây, phía bên này, bên này là miệng núi lửa Nam Lăng. Nó là miệng núi lửa tạo nên quần thể hang động núi lửa ở đây. Thì cái quá trình tạo nên quần thể núi lửa hang động ở đây cũng rất là đơn giản, là vì khi núi lửa phun trào á thì nó sẽ tạo ra những dòng magma chạy theo sườn đồi, chạy theo những cái khung đồi có sẵn. Mọi người có thể để ý là những cái miệng của phun trào này á, nó sẽ không đều, nó sẽ không tròn, nó sẽ chỗ cong, chỗ cao, vì những chỗ thấp á, là magma nó chảy qua. Khi magma nó chảy qua thì nó sẽ tạo thành những dòng chảy, và những dòng chảy này á, khi chảy trên mặt đất á, thì khi tiếp xúc oxy á, thì cái lớp trên của nó sẽ bị thì nhanh nguội đi, thì cái lớp trên nó nguội đi, nó sẽ đông cứng lại. Còn cái lớp chính ở trong tâm của những dòng chảy này nó vẫn nóng, nó vẫn tiếp tục chảy. Mà khi nó tiếp tục chảy, nó sẽ tạo ra những cái hang động, bây giờ người ta gọi là hang động núi lửa. Những hang động này thì thường nó sẽ có hình máy vòm. Mình đang rất là mệt, mình đi một đoạn rồi mình mới quay cho mọi người coi, nên mình thở rất nhiều, mong mọi người thông cảm. Tí nữa thì mình sẽ vô hang động, mình sẽ quay một số cảnh ở trong hang động nó sẽ như thế nào, địa chất nó sẽ như thế nào cho mọi người xem. Đây, đằng xa xa rồi kia là đoạn mình đang đi, đoạn chiếc máy cày á. Giờ tại vì mình đi quá xa rồi, giờ mình sẽ bám theo đoàn mình. Giờ rồi, hẹn gặp mọi người ở cái chuyển cảnh tiếp theo trong hang núi lửa. Hiện tại thì đã xuống được hang, thì giới thiệu với mọi người đây là hang C8. Trong hang quần thể chính là dương sĩ và rêu. Trong hang thì khá là tối. Rồi rồi anh Cường, anh Cường bấm thử em ké miếng ánh sáng anh Cường. Anh Cường chị muốn đi tiếp kìa. Đi tiếp được không? Dạ được. Đi luôn đi. Thôi. Đây. Cái này luôn. Lên. Em nghe anh. Quay lại. Chị này đang chụp hình ở một cái góc đẹp nhất hang C8. Giới thiệu với mọi người, địa chất trong hang thì chủ yếu là rêu và dương sĩ ở đầu miệng hang, đầu hố sụp. Thì cái màu vàng này là nhũ. Cái màu vàng trên mọi người nhìn này, cái màu vàng nó là nhũ, còn cái màu trắng là nấm. Nhũ này hình thành từ nước, khoáng chất từ trong nước. Dạ. Tại thì tụi mình đang vào hang, hang tụi mình tham quan là hang C8 như mình đã nói. Thì đường đi vào hang đá rất là nhiều. Đó, mọi người có thể nhìn mà không biết là có rõ không. Thì đá rất là nhiều. Cũng như là tiếng mưa. Mọi người có nghe được tiếng mưa. Cái này cái gì vậy anh Cường? Cái này cái gì vậy? Cây này cái cây gì nhỉ? Hỏi ông Quốc, cây này quả ngon lắm. Dạ. Yeah. Cái lá nhìn đẹp quá trời luôn á. Đấy, cái lá này, cái này trồng ở nhà đó đẹp lắm luôn á nha. Đúng rồi. Trồng căn bản là chỉ đào nó thôi, không đấy.
xin được cái nhánh của nó rồi. Nhánh là nó ra không? Lấy một cái lá về băng cái chỗ mà quăng một cái chỗ mà người ta cấy tạo mô á. cây mà chú bảo quản chua nó từng miếng đây. Đó cây mới non non mọc lên nó chỗ sau cái móc đá đó. Cái cây mà to to đó. Cái quả nó chua đây. Không phải có cây đấy đâu. Nó không phải. Vì chú biết cái bằng cái cây đó cây bằng. Không phải cái bằng đâu. Đấy. Sao lại có cái đâu là cái mũ ở đây? À, hiện tại thì mình đang đi xuống hang xe chính. Từ đi xuống hang xe chính thì khá là dốc, khoảng 40, 50, 60 độ. Với lại nhiều đá nó rất là trong trên, rất là dễ lăn. Nên mọi người đi tới đây tham quan, đi xuống hang xe chính thì nên đi cẩn thận từ từ ha, tránh đá lăn xuống người dưới. Thì hang xe chính nó dài khoảng hơn 100 mét thôi, không dài. Nhưng mà nó rất có một cái miệng hang hố sụp rất là đẹp. Thì mọi người có thể thấy là tầng lớp dương sỉ ở đây khá là phủ xuống, và mùa mưa thì nó có thể phủ xuống dày đặc và nhiều, tạo thành như một tấm thảm thảm rèm trước cửa, như cửa phòng mọi người vậy, rất là đẹp. Về thảm thực vật ở đây thì đa dạng phong phú hơn hang C8, có nhiều điều để mọi người khám phá hơn. Đường đi xuống khá là lầy lội, đường đi đất đá gồ ghề bùng sình. Mình đã hoàn thành xong chuyến tham quan hai cái hang ở quần thể núi lửa Triplet. Không biết nó có thể hiện rõ cho các bạn biết rõ về cái hang hay không, thì tại vì quá trình dẫn khách thì mình cũng có nhiều thời gian phải dành cho khách, nên thời gian quay của mình chắc sẽ không đầy đủ, những video hình ảnh nó sẽ không đầy đủ. Mong là sẽ khái quát phần nào cho các bạn xem được về, hiểu về hang một chút. Giờ thì mình sẽ qua tới trải nghiệm tiếp theo trong tour của mình, đó là tham quan hai cái thác The Ray Sáp và The Ray Nu. Ây da, chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại thác The Ray Sáp. Giờ thì mình sẽ quay một số cảnh thác The Ray Sáp cho mọi người xem. Nó bao gồm trong tour mà mình dẫn. Thác The Ray Sáp nằm ở tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô. Thác The Ray Sáp hay người ta còn gọi là thác Chồng, tiếng Krono trong người AD gọi là Chồng. Còn tí nữa mình sẽ qua thác The Ray Nu. Thác The Ray Nu ở Krông Anna, tiếng Anna trong tiếng người AD người ta gọi là vợ, người ta gọi là thác vợ. Hay thác The Ray Sáp là một chim ngưỡng. Nước trong xanh. Qua khung cảnh chắc là đằng này thì các bạn qua khung cảnh phải lấy cam, các bạn có thể thấy được thác The Ray Sáp hoàn cảnh ha, khá là đẹp, nước trong xanh. Ngoài khu du lịch The Ray Sáp, người ta có cả phục vụ nhà hàng ăn uống, tất cả mọi thứ mà người có thể tới đây. Tuy là nó hơi xa so với quốc lộ một chút mà khá là đẹp. Các bạn thấy mặt mình sưng, mình vừa mới ngủ dậy. Thì tối qua mình chống chạy tại thác The Ray Nu. Tối qua mình chống chạy tại thác The Ray Nu. Thì tí mình sẽ quay cái khu cắm trại của mình cho các bạn xem ha. Đây, thác The Ray Nu rất là đẹp. Mùa này là mùa nước, bình thường kiểu nước là nước khô của thác The Ray Nu. Nó chỉ có chiều này thôi. Cái mùa nước mưa á, thì thác The Ray Nu á, nó sẽ trải dài hết cái vách đá này. Nó sẽ trải dài hết, nhìn rất là hoành tráng. Mùa đó thì nước rất là mạnh, mùa đó là mùa nước lũ về. Nên các bạn đi tới tham quan sẽ không được bơi lội. Còn mùa này thì các bạn thoải mái bơi lội phía dưới khu vực người ta đã khoanh vùng rồi. Mùa này thì nước nó sẽ rất là xanh đẹp.
thác Đờ Rây Nu là cái thác kế bên thác Đờ Rây Sáp. Thì thác Đờ Rây Nu là thác vợ, còn thác Đờ Rây Sáp là thác chồng như mình đã nói. Thì thác Đờ Rây Nu có tên là thác vợ thì trong tiếng Ê Đê của thì từ chữ Anna có nghĩa là vợ, tại vì Anna là chữ Anna trong huyện Krông Anna, chữ Anna có nghĩa là vợ theo tiếng người Ê Đê. Thác Đờ Rây Nu cũng có một số cái thứ đặc biệt, như là gốc cây này, cây nhiều cái rễ rất là đẹp như thế này. Ở đây thì thác Đờ Rây Nu là dưới sự quản lý của ông cà phê Trung Nguyên, rồi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ á, nên cái phong cách ở đây nó sẽ có một chút cà phê, chút cổ kính cổ điển, hòa mình vào thiên nhiên một chút. Đây là hầu như chất các chất liệu được sử dụng ở thác Đờ Rây Nu kiểu là thiên nhiên. Đến cả nhà ăn hàng hay là quán cà phê đều làm từ tre nứa rồi tranh, tất cả mọi thứ đều thiên nhiên. Giờ thì mình chỉ quay vài cảnh flycam ở thác Đờ Rây Nu cho các bạn xem, các bạn biết tới địa điểm này, nếu mà các bạn nào thích thì có thể lên đây du lịch. Thì nãy giờ mình chưa nói vị trí của thác Đờ Rây Nu. Thác Đờ Rây Nu thuộc xã, thuộc huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Đi quốc lộ 20 thì các bạn chỉ cần search thác Đờ Rây Nu là sẽ lên thôi, sẽ ra trên bản đồ, sẽ ra trên bản đồ các bạn đi. Thác Đờ Rây Nu thì nó sẽ tiện đường đi cho các bạn đi lên Buôn Ma Thuột chơi, hoặc là từ Buôn Ma Thuột xuống đây chơi, tiện hơn là việc đi thác Đờ Rây Sáp. Cho hai con thác đều có vẻ đẹp như nhau, nó đi có vẻ đẹp khác nhau. Hai con thác đều có vẻ đẹp khác nhau, các bạn cứ tới đây nếu đủ điều kiện có thể tham quan cả hai con thác. Các bạn có thể mua vé từ thác Đờ Rây Nu. Thác Đờ Rây Nu bán theo mình biết là 30.000 một vé một người vào cổng. Thì các bạn có thể tham quan thác Đờ Rây Nu, sau đó các bạn có thể đi sau đó các bạn có thể hỏi đường để đi qua thác Đờ Rây Sáp. Qua thác Đờ Rây Sáp hình như là người ta bán vé là 80.000 một vé vào cổng, thì các bạn có thể tham quan. Bên thác Đờ Rây Sáp thì nó có nhiều hoạt động ngắm thác nè, nó có cả vườn thú, các bạn sẽ qua đó. Rất là đẹp. Bắp đèo 2 tháng nha mọi người ơi. Con gánh con kìa Lân ơi. Thắng đèo nha chị. Yeah. Sắp tới nơi rồi đó. Hết giống là tới rồi. Tới thác Gia Long rồi mọi người ơi, giờ đi tham quan thác Gia Long thôi. Rồi. Bên phải quẹo lửa luôn. Bên phải. Bắp đều 2 tháng. Có mặt tại thác Gia Long. Thác Gia Long phía bên ngoài này nè, cho mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ đi ra. Thác Gia Long là do thời vua Bảo Đại á, ổng đi tham quan, ổng thấy cái thác này đẹp, thì ổng lấy cái tên người đầu tiên tới đây tham quan, nghiên cứu ở đây tham quan ở lại thời gian dài là vua Gia Long. Thì
của Gia Long tới đây tham quan đầu tiên, xong ở lại rất là lâu, thấy nơi này đẹp. Nhưng mà ông đi ông không có đặt tên, sau này tới thời vua Bảo Đại á, ông ở lại đây, ông tới tham quan thì ông thấy tên này đẹp. Ông lấy vua, cái người đầu tiên tới đây khám phá là vua Gia Long, đặt tên cho con thác này. Thác này có một cái truyền thuyết đó là Nuôi Lan Chức Nữ thì nó mới sinh ra cái cây tình duyên này. À, thì hai anh chị đó kiểu yêu nhau nhưng mà không được hai gia đình chấp nhận ở khu này, người ta không chấp nhận, xong rồi tới đây ở đây và gặp sự cố ở đây luôn. Thì cái người ta lấy cái chuyện câu chuyện tình duyên của hai anh chị đó, người ta đặt cho nơi này, sinh ra cái cây này luôn. Vì nghe nó rất là vi diệu. Cây tình duyên đây nha mọi người. Sau khi xuống thuyền thì vừa đi được 100m thì tụi mình đã tới một điểm, là mình không biết đi tê lên nó là gì, nhưng mà nó có một bãi đá, một bãi đá rất là đẹp. Bãi đá này có cấu trúc rất là lạ, thì mọi người đang chụp hình thì mình giới thiệu sơ về bãi đá này ha. Bãi đá này có cấu trúc các lớp rất là đẹp. Khi đi qua nó như là chị cởi mau chụp hình đi rồi tí mình mang lại sau. Tấm đá được xếp chồng lên nhau rất là đẹp. Nếu mà mọi người đi tới thác ở Renu có mô tour rafting của thác thì mọi người sẽ được tham quan nơi này, rất là đẹp, mọi người nên trải nghiệm. Thác này là thác lụa nha mọi người. Thác này rất là trong, nó được với lại nó rất là rộng như một tấm lụa đang phủ xuống mặt nước vậy đó, rất là đẹp. Thì giờ đoạn mình sẽ bơi ở đây tắm suối ở đây một lúc thì tụi mình sẽ đi. Tour này rất là đầy trải nghiệm, thì việc tắm thác này cũng là một sự trải nghiệm thú vị cho với mọi người. Đi đâu vậy? Ủa chị đi đâu vậy? Ờ chị đi đâu chơi đâu vậy? Ờ em đi chơi. Ờ vậy hả? Ủa sao gặp chị đây hay vậy ta? Không biết nữa. Tôi nó tự đi đúng không? Dạ tự đi. Tôi vừa phát. Tôi còn nít không à? Tôi còn nít không à? Ơi đằng nào mà cho em ngồi lên. Rồi ngồi đi chị chụp lên. Rồi ngồi lên. Trời xanh mây trắng nắng vàng, ở giữa có những cái con thuyền màu cam. Đa quế gì đó. Ô, con nó yêu quý quý quý.
tới khúc tĩnh lặng rồi. Em ơi, đừng để xèo nữa. Tạm biệt các bạn, tới đây thì video của Hai xin phép được kết thúc. Có thể là trong video nó chưa hoàn thiện hoàn toàn, có nhiều cảnh chưa đầy đủ, nhưng mà mình mong nó vẫn sẽ góp phần nào đó cho các bạn nhìn thấy được khái quát về lịch trình khám phá của mình trong video này. Có nhiều hoạt động trải nghiệm, mong là nó sẽ bổ ích với các bạn. Các bạn nếu thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh, và cho mình biết là điều gì chưa tốt trong video này, cần mình làm chi tiết về hoạt động nào, chi tiết về cái nào thì comment bên dưới để mình sẽ thực hiện lại video này chi tiết hết những phần các bạn cần ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn trong một series dịch khác. Bye bye.